Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của QR Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm một cầu thủ, đó là Jose Kante, cầu thủ tiền đạo xuất sắc trong EM Football 2024 Mobi. Và chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Jose Kante trên kênh của QR Pet. Và trong hiệp một trận đấu này thì đội bóng của QR Pet bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục là áo đỏ quần trắng, còn đội bạn thì bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo đen và quần đen. Người đang có bóng đó là Jose Kante. Một tình huống rất điểm, rất căng của Jose Kante. Tuy nhiên thì bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới đối với đội bóng của QR Pet ở những phút vừa qua. Matsui là người có bóng và đây là một tình huống tấn công. Afonso David có một pha dâng lên và đây là cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng. Tình huống đánh đầu vừa rồi của Harry Kane vẫn thiếu một chút may mắn để có thể trở thành một bàn thắng. Một pha quá đen của Harry Kane, bóng lăn từ từ ngay trên vạch vôi. Ito là người vừa có pha phóng bóng lên, đó là đây là Takasari. Jose Kante nào một đường truyền dành đến cho đồng đội, tuy nhiên thì chúng ta chưa thể có một pha phản công nhanh. Kim Min-se là người đã có tình huống cắt bóng và đây là Ito. Bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bóng của các cầu thủ bên phía QR Pet. Và cú dứt điểm vừa rồi của Jose Kante vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Neuer bên phía đội bạn. Và đây là pha đá phạt góc tiếp theo. Người đang có bóng là Ogiwaza. Một pha đường truyền rất hay dành đến cho Ito. Và vẫn còn đó là sự xuất sắc của Neuer. Nhưng sau đó thì chúng ta đã có một tình huống đẹp lòng và tỷ số được mở 1-0 ở phút thứ 45 của trận đấu. Takahashi là người đã lập công để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng của QR Pet trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Và 2 phút là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu đầu tiên trong trận đấu ra mắt của Jose Kante. Đây là Kante, người đang có bóng là Koizumi. Vâng, như vậy hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 1-0. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ 2 để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm Jose Kante. Leimer là người vừa có đường truyền về, đây là Kishikoman. Những pha xử lý tương đối bình tĩnh của cầu thủ đội bạn và sẽ là một cơ hội nào một đường truyền vào bên trong. Và pha đánh đầu vừa rồi thì bóng đã cắt ngang không thành. Tình huống đánh đầu khá đáng chú ý của Harry Kane. Harry Kane là một trong những mẫu tiền đạo khá toàn diện, anh có khả năng dứt điểm bằng chân cũng như là những tình huống không chính cực kỳ tốt. Đây là pha dâng lên bên cánh phải của Kishikoman, những tình huống đi bóng rất hay của Kishikoman, nhưng ở nhịp cuối cùng thì anh đã không thể vượt qua được cầu thủ bên phía của QR Pet. Yasui là người vừa có đường truyền, tuy nhiên không thành công và bóng trong chân của các cầu thủ bên phía QR Pet. Và pha dứt điểm cuối cùng thuộc về Jose Kante. Bóng đã đi hết đường biên ngang trong tình huống vừa rồi và chúng ta được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Người đang có bóng là Ito và đây là Jose Kante, cơ hội để cho anh có bàn. Và như vậy thì vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành đến cho đội bóng của QR Pet. Và đây là bàn thắng đầu tiên của Jose Kante. Jose Kante vừa có pha lập công ở phút thứ 77 của trận đấu. Một bàn thắng quan trọng để có thể giúp cho đội bóng của chúng ta cầm chắc một chiến thắng trong tay trong trận thi đấu ngày hôm nay. Người đang có bóng là Kim Min-se. Đội bóng là một đội bóng rất mạnh đến từ nước Đức. Harry Kane là người có bóng nào, cú ra chân vừa rồi, bóng không thể qua được đôi tay của Nishikawa. Và đây là các cầu thủ bên phía đội bóng của QR Pet. Leroy Sané là người có bóng, đội bạn đã thu hồi bóng thành công. Và ngay lập tức thì chúng ta cũng đã pressing và lấy lại bóng trong chân của các cầu thủ đội bạn và đang có một tình huống tấn công. Bóng đang trong chân của Jose Kante và vừa rồi là một pha xoay người dứt điểm tương đối nhanh. Tuy nhiên thì pha dứt điểm vừa rồi vẫn chưa đủ độ khó để có thể hạ gục được thủ thành Neuer. 2 phút là thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ 2 trong ngày ra mắt hôm nay của Jose Kante. Và đây là Kishikoman. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của Jose Kante đã kết thúc với tỷ số là 2-0. Cảm ơn anh em đã đón xem video ngày hôm nay trên kênh của QR Pet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của QR Pet. Bye bye anh em.